Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự cuối tuần của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Chương trình hôm nay, tuần 37 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Ban Tăng sự Trung ương thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại hội nghị thường niên kỳ năm khóa 8. Thông báo tạm hoãn hội thảo nghi lễ Phật giáo lần thứ 3 năm 2020. Hà Nội họp dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Việt Nam khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thay mặt Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký ban hành thông báo số 342 ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên kỳ 5 khóa 8 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố cụ thể như sau. Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56, Chương 9, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ Điều 63, 64, Chương 9, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ Điều 32, 1-2, Chương 5, Luật tín ngưỡng tôn giáo, để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo quy định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Hội nghị Thường niên kỳ 5 khóa 8 Trung ương Giáo hội như sau. 1. Tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng Ni trưởng có tuổi đời từ 60 trở lên, tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên, hoặc năm thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni từ năm 1980 trở lên. 2. Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa Ni sư có tuổi đời từ 45 trở lên, tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc năm thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni từ năm 1995 trở lên. 3. Những tăng ni hội đủ điều kiện theo quy định hiến chương nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc tấn phong giáo phẩm với Trung ương Giáo hội, thông báo việc tấn phong giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố. Hồ sơ gồm có bản sao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa, Ni sư đối với tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Ni trưởng, bản sao giấy chứng nhận tăng ni, chứng điệp thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni đối với tấn phong giáo phẩm Thượng tọa Ni sư, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp số 1, văn bản đề nghị và danh sách tăng ni được đề nghị tấn phong giáo phẩm. 4. Các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ không trình hội nghị xem xét thông qua. 5. Sau khi hội nghị kỳ 5 khóa 8 Trung ương Giáo hội thông qua, tăng ni được sử dụng danh xưng giáo phẩm theo quy định. Đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 2022-2027, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ký quyết định ban hành giáo chỉ tấn phong. Các tỉnh thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội, Chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội. Các tỉnh thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 năm 2020. Thay mặt Ban Nghi lễ Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương đã ấn ký ban hành thông báo số 008 ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tạm hoãn hội thảo nghi lễ Phật giáo lần thứ 3 năm 2020. Thông báo gửi đến thành viên Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Nghi lễ Phật giáo các tỉnh thành, cụ thể như sau. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 173 trên HDTS trên VP1 ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Căn cứ công văn số 359 trên BTG
trên NV2 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc dừng không tổ chức hội thảo chuyên đề nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ 3 tại thành phố Hải Phòng. Do đó, hội thảo chuyên đề nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ 3 năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 24-25 tháng 10 năm 2020 nhằm ngày 8 và ngày 9 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý tại thành phố Hải Phòng sẽ được tạm hoãn. Tuy nhiên, Ban Nghi lễ Trung ương vẫn tiếp tục nhận bài tham luận của Quý Chư Tôn Đức và các nhà nghiên cứu về hội thảo chuyên đề nghi lễ Phật giáo gửi qua email vitinvp2a@yahoo.com, tiếp tục nhận các hình ảnh hoạt động về nghi lễ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành để triển lãm khi hội thảo được tổ chức. Hội thảo chuyên đề nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ 3 năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp. Cuối tuần qua, ngày 18 tháng 9, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, có buổi họp dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, phát huy vai trò tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tham dự buổi họp có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng quý vị lãnh đạo các ban ngành. Về phía lãnh đạo giáo hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi họp, ông Ngô Sách Thực tuyên bố lý do và trình bày sơ bộ nội dung dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, phát huy vai trò tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong quá trình lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì luôn đồng hành gắn bó cùng dân tộc, và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thì đã có rất nhiều cái đóng góp, trong đó tích cực cái việc đạo việc đời. Chúng tôi thấy là cái việc mà làm sao phát huy vai trò của tăng ni trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một cái nhiệm vụ yêu cầu đặt ra trong suốt cái quá trình xây dựng nước và giữ nước. Chính vì thế thì cái việc mà làm sao mà những ưu điểm, những mặt mạnh và nhất là những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo thì cần được nhân lên, và những cái giá trị đạo đức tốt đẹp đó cần được khẳng định và lan tỏa, và những giá trị đó nó rất là phù hợp với các cái truyền thống đạo lý của dân tộc. Mà dân tộc muốn phát triển đi lên thì ngoài cái việc mà những giá trị về đạo đức và tinh thần là một phần, là những cái nội dung mà không thể thiếu trong việc mà xây dựng một dân tộc phát triển. Những việc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đồng hành và đã được nhân dân thừa nhận, đã được cuộc sống thừa nhận thì chúng ta cần phải khẳng định để có một cái phát huy lên. Nhưng đồng thời là trong quá trình làm thì cũng thấy rõ được những mặt mà nó còn cần phải có cái phấn đấu, cần phải có cái mà trong cái tu tập và trong các cái nội dung liên quan đến đào tạo tăng ni Phật tử thì làm sao để có cái sự góp ý của xã hội rồi của các tổ chức trong xã hội thì làm sao mà giữa đạo và đời thì gắn bó và đồng hành cùng với nhau. Các tôn giáo thì phải nói là rất tích cực thực hiện việc, chúng tôi thấy là các cuộc vận động của mặt trận nó là cái biểu hiện rất cụ thể của cái phong trào thi đua yêu nước. Thì các tôn giáo thì bằng cái giáo lý tốt đẹp, những giáo lý tốt đẹp của mình thì đã có cái tuyên truyền động viên các tôn người theo tôn giáo để hưởng ứng những việc đó, và hưởng ứng những việc đó thì chính là những việc mà rất ích nước lợi nhà và ích nước lợi đạo. Thì những việc đó thì nó là những việc liên quan cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà làm tốt những việc
trong cuộc sống hàng ngày và nó phù hợp với những cái giá trị mà các cái tiêu chuẩn mà đặt ra, đặc biệt những giá trị tiêu chuẩn trong cái xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thì chính là các tôn giáo cũng đã góp phần vào việc mà xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời là cũng làm đẹp cho mỗi tôn giáo của mình. Mục đích của hội thảo khoa học lần này nhằm tăng cường vận động đoàn kết tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường phát huy vai trò, nguồn lực của tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề xuất giải pháp phù hợp để Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng cao chất lượng tăng ni Phật giáo trong giai đoạn hiện nay, tăng cường vai trò phối hợp, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, chính quyền địa phương với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tình hình hiện nay, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hỗ trợ, phối hợp hỗ trợ tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng cao chất lượng tăng ni trong giai đoạn hiện nay, tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan. Tại đây, ông Nguyễn Văn Thanh đọc bản dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, trình bày nội dung hội thảo gồm chủ đề hội thảo khoa học, phát huy vai trò tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Các nội dung chính tham luận, thảo luận tại hội thảo và hình thức hội thảo là trình bày tham luận, thảo luận trực tiếp tại hội trường, kỷ yếu hội thảo v.v. Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại hội thảo cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hoạt động của Trung ương Giáo hội bị trì hoãn. Do vậy, thời điểm từ đây đến cuối năm sẽ có rất nhiều Phật sự cần tổ chức thực hiện để hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cần chú ý về việc chọn thời gian tổ chức phù hợp, địa điểm tổ chức và hạn chế số lượng đại biểu tham dự để đảm bảo chất lượng hội thảo và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chân thành cảm ơn đến đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo phát huy vai trò tăng ni. Hòa thượng tin tưởng rằng hội thảo mang chuyên đề về giáo dục có sự tham dự của quý đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chư tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, các ban ngành từ trung ương đến địa phương, sự tham dự của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ được tổ chức thành công và thực sự mang lại những điều tốt đẹp, hữu ích cho việc học tập nghiên cứu của chư tăng ni cả nước cũng như góp phần xây dựng giáo hội ngày một hưng thịnh, phát triển cùng xây dựng đất nước giàu đẹp. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Quý vị thân mến, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chiều ngày 15 tháng 9, Phái đoàn Công an thành phố Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến chùa Minh Đạo, số 12/3 bis đường Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng và khánh tuế Hạ Lạp Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng là ngày chư tăng tự tứ, tăng ni lại thêm một tuổi hạ mới sau 3 tháng an cư kiết hạ, trao dồi giới đức. Đây là truyền thống của Phật giáo có từ 2.500 năm trước. Phật giáo và dân tộc luôn đồng hành trong công cuộc giữ gìn và xây dựng đất nước. Vì lẽ đó, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Hồng Nam và phái đoàn đã đến vấn an Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khánh tuế ngài thêm một tuổi hạ mới, cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể khinh an, tiếp tục lãnh đạo, định hướng và chỉ đạo các hoạt động để Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển. Đáp lại ân tình của phái đoàn Công an thành phố, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự chân thành cảm ơn phái đoàn đã dành thời gian đến thăm chùa Minh Đạo nhân mùa Vu Lan. Hòa Thượng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Công an thành phố trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là trong phòng chống đại dịch COVID-19. Hòa Thượng cũng cầu Phật gia hộ cho cán bộ Công an thành phố thật nhiều sức khỏe, gia đình bình an và công việc luôn gặp thuận duyên. Dịp này, phái đoàn cũng đã gửi những lẵng hoa, phần quà chúc mừng tới Đức Hòa Thượng, Chủ tịch Giáo hội cũng như chư tăng chùa Minh Đạo. Với truyền thống của người Việt, phái đoàn cũng đã trở về chánh điện chùa Minh Đạo thành kính dâng hương đảnh lễ Tam Bảo mừng mùa Vu Lan báo hiếu. Cũng trong tuần qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc mừng khánh tuế Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 1 tháng 8 năm Canh Tý, Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và chúc mừng khánh tuế Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cùng chư tôn đức tăng tại chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn, thắp tùng cùng đoàn có ông Danh Lắm, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Pháp Trí,
Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn đức tại bổn tự. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng là ngày chư tăng tự tứ, chư tôn đức thêm một tuổi hạ sau 3 tháng an cư. Đại diện phái đoàn Trần Thị Minh Nga gửi lời chúc đến Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng như chư tôn đức thêm một tuổi đạo và được nhiều sức khỏe, thuận duyên trong mọi Phật sự. Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã giới thiệu với phái đoàn công tác mà Thượng tọa đã và đang thực hiện gần đây, như ra mắt phiên bản tạp chí Văn hóa Phật giáo điện tử, song song với phát hành tạp chí Văn hóa Phật giáo in truyền thống. Công tác tuyên truyền lan tỏa Phật giáo qua các trang mạng xã hội, thông tin, kịp thời các sự kiện mới nhất về Phật giáo đang diễn ra trên mạng xã hội, nhằm đưa ra những thông tin, hình ảnh đúng đắn kịp thời để dư luận nắm bắt được rõ ràng, chính xác. Dịp Vu Lan, toàn thể các chùa, chư tôn đức trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, mang đậm bản sắc tốt đẹp của Đạo Phật. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến phái đoàn đã dành thời gian đến thăm, chúc các thành viên trong phái đoàn và gia đình quý vị thật nhiều sức khỏe, an vui, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao phó. Dịp này, phái đoàn Ban Tôn giáo đã gửi phần quà chúc mừng tới chư tôn đức. Thay mặt chư tôn đức, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn gửi trao những bó hoa đến quý vị quan khách trong phái đoàn và cùng chụp ảnh lưu niệm. Trong niềm hân hoan của người con Phật cùng đón mừng mùa Vu Lan báo hiếu, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị Quốc tế số 35 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã long trọng tổ chức chương trình tri ân với chủ đề Mẹ ơi con sẽ về vào chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua. Hòa trong niềm hân hoan của những người con Phật trên khắp mọi miền đất nước, chiều ngày 13 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị Quốc tế số 35 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã long trọng tổ chức chương trình tri ân Mẹ ơi con sẽ về. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, trưởng ban tổ chức. Về phía khách mời có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Cao Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bảo Ngọc Tiến Đạt, ông Cao Văn Phú, Doanh nhân nghệ nhân sinh vật cảnh quốc gia, ca sĩ Seo Hun, Giám đốc Truyền hình Văn hóa Hàn Quốc, cùng quý vị khách quý và hơn 400 Phật tử tham dự. Bước vào buổi lễ, sau tiết mục văn nghệ của nhóm Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Phú Bình, đại diện ban tổ chức, phát biểu khai mạc chương trình, chia sẻ: do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc không thể về nước, song không vì thế mà bỏ qua ngày có ý nghĩa thiêng liêng trọng đại này. Tiếp đó là nghi thức bông hồng cài áo trang trọng, các em Phật tử lần lượt cài lên áo chư tôn đức và quý vị khách mời những bông hồng trong niềm hạnh phúc với những ai còn cha còn mẹ trên đời và nghẹn ngào đối với những người không còn cha mẹ trên đời để yêu thương. Nhân dịp này, bà Trương Mỹ Hoa cũng có đôi lời chúc mừng đến bà con kiều bào xa nhà. Bà chia sẻ: tôi rất là cảm kích bởi vì Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như những Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc của chúng ta, mặc dù ở rất xa tổ quốc, điều kiện hoàn cảnh không giống nhau, cũng có những khó khăn khác nhau, nhưng mà tấm lòng của mình luôn hướng về tổ quốc, không quay hướng về một cách chung chung mà hướng về với những vấn đề hết sức là cụ thể, vấn đề mang tính thời sự rất là có ý nghĩa. Cho nên hai lần chúng tôi đồng hành và chúng tôi thấy rằng đó là những cái mà chúng tôi rất là gắn bó, rất là cảm kích cái tấm lòng của chị em chúng ta. Nay dự đây thì tôi rất là mừng vì thấy rằng mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra không tổ chức được Hàn Quốc, nhưng mà Niên Vô Giới Tánh đã tổ chức được ở Việt Nam chúng ta. Tôi cho rằng ở đâu cũng được, trong hoàn cảnh nào thì chúng ta khắc phục hoàn cảnh đó để tổ chức một cái cuộc lễ tri ân báo hiếu, đó cũng chính là truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Sau lời phát biểu của bà Trương Mỹ Hoa, ban tổ chức cũng đã trao tặng kỷ niệm chương và hoa đến cho bà. Tại đây, ban tổ chức cũng đã nhận được rất nhiều lãng hoa cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhân sự kiện Vu Lan báo hiếu, đồng thời cũng là kỷ niệm một năm thành lập Trung tâm Văn hóa. Buổi lễ cũng nhận được sự chúc mừng của ca sĩ Seo Hun bằng những tiết mục biểu diễn của mình và lời chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Ông Bùi Hữu Dược phát biểu chúc mừng đến ban tổ chức và cũng chúc sức khỏe đến những người mẹ, người chị, người em và cả những người con Việt Nam trên thế giới luôn hướng về Tổ quốc.
trong tháng 7 đầy ý nghĩa về tình cảm mẹ con, về đấng sinh thành. Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức được buổi gặp mặt này như là buổi gặp mặt đại diện cho nhiều hội Phật tử người Việt có mặt trên khắp thế giới. Đây cũng là tiếng nói của Phật tử Hàn Quốc, nhưng cũng là đại diện cho tiếng nói Phật tử Việt Nam trên khắp thế giới, để muốn nói rằng trong mùa khó khăn vì dịch Covid, lẽ ra tháng 7 những người con đã về được bên mẹ, lẽ ra tháng 7 những người mẹ, những đấng sinh thành đã được gặp con, nhưng vì không được gặp do khó khăn của dịch bệnh, đã tổ chức để nói tiếng nói chung: chúng con sẽ về. Và chúng con sẽ về không chỉ tri ân đấng sinh thành, mà chúng con sẽ về trong tình thương yêu, về với chân tâm bản tính của con người, về với cội nguồn quê hương và về với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Kính thưa quý vị, một buổi gặp nhau hết sức có ý nghĩa. Chắc chắn nhiều người còn muốn nói lên tình cảm và tiếng nói của mình. Mong sao với tình yêu thương và sự ấm áp, chúng ta sẽ gắn kết với nhau, truyền cho nhau những thông điệp đẹp nhất về tình yêu thương, về tình con người, đặc biệt với đấng sinh thành, cũng chính là quê hương, là tổ quốc, cũng chính là cội nguồn của tốt lành cao đẹp. Xin kính thưa quý vị, được phép của ban tổ chức được phát biểu trong buổi gặp mặt hôm nay, một lần nữa gửi tới các bà mẹ, các chị, các em và gửi tới toàn thể mọi người lời chúc tốt lành, an lạc và hạnh phúc. Đại diện ban tổ chức, sư cô Thích Nữ Giới Tánh cũng đã trao quà kỷ niệm cùng bó hoa tươi thắm đến ông. Cuối chương trình là nghi thức tri ân đến các bà mẹ, văn nghệ, trao tặng bằng vàng tri ân đến những người góp phần xây dựng và phát triển Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng lời cảm tạ từ ban tổ chức. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15 2020-2024. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc có trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất Phó Pháp Chủ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, Chư Tôn Đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng Tuyển sinh Học viện, Ban Giám thị và 596 thí sinh đồng tham dự. Thay mặt Hội đồng Tuyển sinh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện, Chánh thư ký Hội đồng Tuyển sinh đã phổ biến nội quy đến toàn thể thí sinh trước khi bước vào kỳ thi. Tại buổi lễ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã gửi lời sắc tấn đến toàn thể các thí sinh. Theo đó, những tăng ni thí sinh dự thi kỳ thi hôm nay sẽ là những người kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo trong tương lai. Tăng ni sau khi bước chân vào học viện sẽ được đào tạo không chỉ kiến thức mà còn có cả sự tu hành. Hòa Thượng cũng nhắn nhủ đến các tăng ni thí sinh sống đúng với tinh thần của giới luật, pháp luật và giáo lý nhà Phật để trở thành một người tu sĩ tốt, một công dân tốt và là người truyền giáo mẫu mực của Phật giáo Việt Nam. Cuối lời, trưởng lão Hòa Thượng cũng đã nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các thí sinh sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi lần này. Sau lời sắc tấn của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh, đại diện Hội đồng Tuyển sinh, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tuyển sinh đã tiếp nhận bộ đề thi. Sau cùng, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp đã nổi ba hồi trống để chính thức bắt đầu kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15.
Năm nay thì tổng số lượng tăng ni thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi thì so với năm ngoái là hơn được 103 người. Dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Viện trưởng cũng như Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã thống nhất là năm nay, đặc biệt là khóa 15 này, tất cả tăng ni thí sinh khi mà đậu vào học viện buộc toàn bộ phải nội trú hết, chứ không phải như năm ngoái là ai muốn nội trú thì sẽ đăng ký rồi dưới sự cho phép của bổn sư với lại giới thiệu của ban trị sự. Năm nay thì cũng là sự cho phép của bổn sư và ban trị sự giới thiệu, nhưng mà tất cả đều phải nội trú, cho nên đó là điểm đặc biệt. Bởi vì Hòa Thượng và Hội đồng điều hành cũng suy nghĩ là nơi mà đào tạo tăng ni tài cho giáo hội, cho nên là tất cả các tăng ni sinh vào trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đều phải nội trú, bởi vì ngoài giờ học còn phải tu niệm và thúc liễm thân tâm để tài đức nó phải song toàn. Và các em vào đây thì nó có được lợi một điều là đỡ mất thời gian đi đi lại lại. Cơ sở ở đây đều có cái thư viện trên 10.000 đầu sách, tất cả mọi thứ thì cũng thuận tiện cho các em để nghiên cứu học tập cũng như trao dồi phẩm hạnh qua những cái thời khóa công phu quả đường. Tất cả mọi thứ đều phải nề nếp ổn định. Sau lễ khai mạc, tất cả các thí sinh sẽ tập trung về phòng thi và ổn định trước khi thi môn đầu tiên vào lúc 8 giờ. Được biết, kỳ thi lần này có 596 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 42 tỉnh thành trên cả nước. Tất cả các thí sinh sẽ được bố trí tại 20 phòng thi với tổng số 52 vị giám thị coi thi. Các thí sinh năm nay sẽ tham gia dự thi trong hai buổi, sáng và chiều cùng ngày. Cụ thể, buổi sáng sau lễ khai mạc, vào lúc 8 giờ, thí sinh sẽ chính thức bắt đầu dự thi môn đầu tiên là Phật học. Buổi chiều, bắt đầu từ lúc 13 giờ, thí sinh sẽ thi hai môn bao gồm văn học Việt Nam và môn ngoại ngữ. Trong đó, ngoại ngữ là môn thi tự chọn, bao gồm hai môn là Anh văn và Hán cổ. Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, Hội đồng tuyển sinh đã có phiên họp với Hội đồng coi thi. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã phổ biến những quy định coi thi đối với 52 vị giám thị. Và sau mỗi môn thi, Hội đồng tuyển sinh sẽ có các cuộc họp với Hội đồng coi thi nhằm rút ra những kinh nghiệm và chuẩn bị cho môn thi kế tiếp. Trong kỳ thi năm nay, thí sinh được bố trí ngồi giãn cách, giám thị và thí sinh đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia kỳ thi nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh tham dự. Năm nay, các thí sinh trúng tuyển sẽ được đào tạo nội trú, bao gồm 8 học kỳ và sẽ được miễn phí hoàn toàn học phí. Đầu tuần qua ngày 14 tháng 9, tại chùa Hòa Khánh số 215 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức các lớp đào tạo cao trung cấp giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khánh tuế chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương, chư tôn đức trong ban tổ chức đào tạo cao trung cấp giảng sư sau 3 tháng an cư kết hạ và lễ tựu trường các lớp cao trung cấp giảng sư khóa 10-11. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban tổ chức đào tạo giảng sư, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương cùng chư tôn đức giáo thọ sư, chư tôn đức giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương cùng toàn thể tăng ni sinh các lớp cao trung cấp giảng sư và đạo tràng Phật tử đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí cho biết, qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, chư tăng được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập. Ngày khánh tuế chư tôn đức năm nay cũng là ngày tậu trường của hai lớp cao trung cấp giảng sư khóa 10 và khóa 11. Thay mặt cho chư tôn đức giáo thọ sư, chư tôn đức giảng sư, chư tôn đức văn phòng đào tạo cùng toàn thể tăng ni khóa 10 và khóa 11, Đại đức Thích Trí Huệ, phó văn phòng ban tổ chức đào tạo hai lớp cao trung cấp giảng sư đã thành kính dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức thêm một tuổi đạo, bồ đề tâm tăng trưởng để làm bóng cây đại thụ cho hàng hậu học noi theo tu tập. Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã gửi lời sách tấn đến toàn thể tăng ni sinh các lớp cao trung cấp giảng sư. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên lễ tựu trường khóa mới của các lớp đào tạo giảng sư bị trễ hơn một tháng so với dự kiến. Chương trình học năm nay cũng sẽ rút ngắn hơn, do đó các tăng ni sinh phải nỗ lực tự thân nhiều hơn để có thể hoàn thành mục tiêu, trở thành một nhà hoằng pháp trong tương lai.
Cuối lời, Hòa Thượng cũng đã gửi lời chúc mừng Tăng Lạp đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng thời kính chúc Chư Tôn Đức có nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn tu học, trau dồi giới định tuệ để có thể hoàn thành sứ mệnh hoàn truyền chánh pháp trong thời đại mới. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin cuối tuần của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được kết thúc tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.